đi. Cái này như là một cái tủ lạnh hư. Ờ hư người ta bỏ bà vớt đó con. Một cái tủ lạnh hư, sau đó thì giờ mình nhét vào giữa cái ruộng lục bình với rau muống như vậy nè. Chị gì cho con Nhân ăn bánh mì hay bún thịt nướng? Bún thịt nướng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ cùng với lại em Nhân Chứng Channel đang có mặt tại con sông Hậu. Và đây là nơi tập trung của các cô chú anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì trong cái đoạn đường đi về thăm các hoàn cảnh của các cô chú đó thì Bùi Hồ và em Nhân Chứng có bắt gặp một bà cụ đang lượm hình như là nhặt phế liệu. Dạ, thì bây giờ thì hai anh em sẽ vô đây tâm sự bà cũng như là tìm hiểu cái cuộc sống bà, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân có thể hỗ trợ bà phần nào trong cái cuộc sống ha. Đi theo mình thì có đồng hành theo mình thì có anh Linh. Anh Linh là người cũng là người Việt Kiều Campuchia hồi hương và anh đã hiểu rất là nhiều hoàn cảnh của các cụ ở đây. Anh Linh ơi, cụ ở đây là người Việt Kiều Campuchia hồi hương luôn hả anh Linh? Dạ anh cho em vô gặp cụ với. Cụ này chắc khoảng 70 tuổi ha Nhân ha. Dạ, nghe của mình hơi dài. Cái công việc chính mà sau khi mà cô chú Việt Kiều Campuchia hồi hương trở về đây đó là các cô chú sẽ làm nghề, đó là một là lựa nhặt những cái phế liệu ở trên sông, còn hai là sẽ với cái công việc là đánh bắt. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi rồi? Bà 71. Con thấy ngoại đang làm gì ở đằng đó đó? Bà lượm mũ. Bà lượm mũ. Ôi trời. Bà ở với ai vậy ngoại? Ở với thằng con. Ở cái bè của ngoại ở đâu? Ở đó đó con. À, cái ghe của ngoại đó ha. Ừ. Ngoại là Việt Kiều Campuchia luôn. Ngoại về đây được bao nhiêu năm mà? Lâu rồi con. Về lâu rồi. Dạ. Ừ, sao ngoại không sống ở trên đó nữa mà phải về Việt Nam này? Về lâu rồi con ơi, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Ừ, lâu lắm rồi con. Hằng ngày thì ngoại nhặt được bao nhiêu tiền? Có nhiều đâu, đưa đò với lượm mũ. Dạ. Sáng nay thì ngoại đưa được mấy chuyến đò rồi? Được 2 chuyến, được 40 ngàn. Được 40 ngàn. Ừ. Con thấy ở đây là gì hả ngoại? Con cá. Bà mua con bà đưa cho bà, nó cho bạn cá ra đục. Dạ. Ừ. Còn cái người con của ngoại làm gì? Nó cũng đi bằng mướn con. Dạ. Nó bằng mướn ra cá đồ. Cái đó là cái gì ở ngoài? Cái mốt bà để đồ. À, bà trồng xả trên đó đó hả? Bà trồng xả. Lần để dành khoan. Rồi ông ngoại thì... Chết lâu rồi con. Mất lâu hả ngoại? Ừ. Ông ngoại với bà ngoại là có mấy người con? 4 người con. Cha mẹ mất hết trơn rồi. Dạ. Hằng ngày là ngoại lượm... Lượm mũ với bà đưa đò. Lượm mũ từ mấy giờ đến mấy giờ ngoại? Sáng là bà đi rồi. Sáng là bà đi. Ừ. Vậy là bà lượm bà chặt cái này nè. Này nó không quên, nó chí bà cụ. Nó không nhờ ghê anh ta. Trên cái... Ừ. Ở nơi đây á, có một điều rất là đặc biệt. Đó là mọi người trồng rau muống. Rau muống là ghe hàng đó đó con. Dạ đúng rồi, trồng rau muống rồi. Ừ, nãy có chú trồng rau muống mà nếu như mà bay flycam lên trên đó anh Hồ. Mình nhìn xuống sẽ thấy giống như là những cái ruộng, những cái lúa mà ở trên ruộng đất liền vậy đó. Con đẹp quá à. Khi đến đây thì gặp bà lại trồng thêm xả nữa nè. Nghe bà trồng xả. Mốt ha. Ừ. Dạ. Rồi đó bà trồng hành với bà lụm mấy đó. Ừ, bà để mũ đó con. Rồi trồng hành ha. Ờ, với bà lụm đồ bà bán, mũ đồ bà bán. Đúng rồi. Thấy ha, rất là đặc biệt. Một cái này như là một cái tủ lạnh hư. Ờ, hư người ta bỏ bà vớt đó con. Một cái tủ lạnh hư, sau đó thì giờ mình nhét vào giữa cái ruộng lục bình với rau muống như vậy nè. Cho nó nổi thành bình, rồi cái mình bỏ đất cho mình trồng. Ờ. Trồng hành. Trồng hành con. Luôn kìa. Cái đó ngại đó con. Ở đây thì nắng khỏi nói rồi. Nắng rất là nắng gió rất là tốt. Có nước cứ múc lên tưới phải không? Ờ, nước múc tưới phải không? Dạ. Ngoại ngày xưa là ngoại sống ở Campuchia bao nhiêu năm ngoài? Lâu lắm rồi con, bà xuống đây lâu lắm rồi. Bà xuống về đây được bao lâu lắm là bao nhiêu lâu? Mấy chục năm rồi con ơi. Bà về đây lâu lắm rồi. Hồi đó bà ở Campuchia. Cực quá hả? Cực lắm rồi, chánh cực lắm. Ngoại làm Campuchia, ngoại làm cái công việc gì? Bà ở trên thì bằng mướn cũng mướn ta cá bánh đồ kia nọ trên con khánh an đó con, cái không có tới tới xứ miền, không có tới xứ miền, khánh an cũng gần đây đó con. Khánh an. Ừ, bà về đây lâu lắm rồi.
Dạ. Về đây hồ cha mẹ còn sống mà giờ chết trơn đó. Dạ. Ừ. Giờ bà có giấy tờ tùy thân gì không? Có con. Giấy gì vậy bà? Giấy mà tờ giấy bà ở ngay dưới đây nè con. Là đó là giấy như thế nào? Giấy căn cước. Có chứng minh nhân dân đồ con, bà bệnh hoạn có bà lãnh đi lên thuốc bảo hiểm đồ luôn. Dạ. Con. Dạ. Bà bệnh hoài à. Bởi vì ở trong xóm của mình thì có rất là nhiều người không quốc tịch, tức là không có giấy tờ. Con cái thì không có giấy khai sinh, cha mẹ cũng không có một tờ giấy nào hết. Bởi vì nhiều người thì khi mà về lại hồi hương này nè thì bị giữ lại những giấy tờ đó. Bà có cho bà con. Có, bà có tờ giấy cho bà con. Dạ. Tờ giấy bà đầy đủ vậy. Con nghĩ tụi con á thì nghĩ là cái tuổi như ngoài á là cái tuổi càng cần sự an dưỡng của tuổi già, thì ngoại làm như này thế này thấy vất vả quá ngoại. Chị không có tiền con. Bà không có tiền. Dạ. Có tiền thì mua đồ bán, bà không có tiền. Dạ. Hết tiền. Ngoại có dự định là bán gì không? Mua dừa đồ này kia nọ bán, rồi bà bữa nào bà có tiền nhiều bà mua dừa đồ bán. Còn không có thì bà đi giấc mũ không? Dạ. Đưa đò. Cái ngày mà vớt mũ nhiều nhất là khoảng bao nhiêu tiền hay ngoài? Trăm ngoài mấy tính chục bà con ơi, 1 kg có 3 ngàn, rẻ thì chết luôn rồi. Sáng ngoài đi thì bao giờ ngoài mới về? Chừng này bà về đó, bà đi 4 giờ, 4-5 giờ bà đi, bà chạy vòng vòng, rồi ngày nào bà đưa đò, có ai kêu đò bà đưa chứ vừa giờ bán ế lắm, bán cũng không được con ơi. À, vậy là ngoài chạy cái máy đó đó. Ừ, chạy cái máy đó, bà giật cái máy đó bà chạy đó. Ôi trời ơi. Việc cái máy đó bà chạy. Ông ngoại ở đây thì ngoại sống ở trên ghe thì trước giờ về đây thì nhà nước có cấp nền gì cho ngoại không ngoại? Có cấp nền cho đó con ơi, rồi không có tiền cắt rồi bán mắc bán rẻ cho người ta có 10-20 triệu rồi. Giờ mắc chứ lắm. Dạ. Có nghĩa là nhà nước đã cấp nền cho ngoại rồi. Nhà nước cấp nhưng nền cho con. Nhưng mà khó khăn quá thì ngoại phải bán cũng đi. Cũng như là con có tiền con mới lên cắt được, rồi với con trả tiền nhà nước, rồi không có tiền người ta ấy rồi bán lại đó. Dạ. Hằng ngày cái chi phí sinh hoạt của ngoại là khoảng bao nhiêu tiền hay ngoại ha? Bà đau thì tốn tiền nhiều con, còn bà khỏe thì bà không chứ ăn gì hết trơn á. Bà làm nhà sư bệnh viện liền liền, bà mới về cũng không dài. Dạ. Ngoài có bảo hiểm rồi đầy đủ hết. Có bảo hiểm con. Dạ. Thôi đi, hôm nay con, tụi con được anh Linh đó đưa đi vòng vòng để thăm các hoàn cảnh của các cô chú ở trên, sống ở trên những cái chiếc ghe như thế này đó. Thì cũng có duyên gặp được ngoại, thấy ngoại luôn, ngoại thấy thương quá. Thì con thay mặt cho cô Huệ ở Bỉ á, gửi cho ngoại 1 triệu ha. Thôi, bà cảm ơn nha, dạ, bốn đứa con nha. Con chúc tụi con chúc ngoại sức khỏe hả ngoại? Bà cũng cảm ơn mấy đứa con, bốn đứa con. Thôi chắc cũng trưa rồi, ngoại đi về nghỉ ngơi cho khỏe ha. Tụi con chào cô bác quý anh chị tiếp tục hành trình lang thang ở những cái chiếc bè của cô bác quý anh chị là người Việt kiều Campuchia hồi hương. Thì Bùi Hồ cũng đã đói rồi. Và đây là một cái cảnh buôn bán ở trên sông nè. Cái cô kia đang chèo kìa. Ê con ơi, con bơi ngược lại đi. Đó, đó người ta đi câu đó. Dạ. Và cái hình như là thấy cô kia bán đồ ăn hay sao á. Bán gì cô? Có bún thịt nướng rồi kìa. Ăn miếng đi ha. Để cho mọi người biết về cái cảnh buôn bán ở trong cái số Việt kiều của cô chú này luôn. Có bấm mít chưa? Gì nhớ con không? Nhớ. Gì cho con nhân ăn bánh mì hay bún thịt nướng? Dạ. Bún thịt nướng. Anh Linh 1 2 3 4. Bún bữa nay sao đi trên bờ vậy? Bún thịt nướng với lại một bánh mì. Bao nhiêu một phần cô? 20.000. 20.000. Cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ đó? Giờ này về tại nay hư máy rồi nè, bán còn chứ không phải hết rồi. Xíu mại. Hư cái máy. Cái này là cái này chở giò. Rồi sao bữa nay đi trên bờ hay gì mà? Dạ, con đi trên bờ đi xuống. Cô bán là hình như là mấy chục năm mà đúng không? Đúng rồi. Cô con thấy chèo dễ thương quá.
Bán gì có khi nè, ăn ăn tô đi ăn cô. Tô đi ha. Dạ. Anh ơi, mình lại xích đằng kia cho mát đi anh Linh. Bơi lại ra ngoài á, xích ra ngoài á. Bây giờ muốn mát phải không? Dạ. Dương cái dù lên lả mát liền. Không, không sao đâu cô, tụi con chịu nắng quen rồi. Thôi dương cái dù lên đi. Ồ, dù tự động luôn. Cô thường là đi, cô móc lại. Cô thường bán cho cô chú là người Campuchia này luôn á hả? Không không, cô là người địa phương. Không, nhưng cô bán ở trong cái khu xóm này đúng nè. Đúng rồi, bán chả nổi. À, ví dụ như những ngày mà cô chú này đi làm mà chưa có tiền mua thì cô có bán thiếu không? Bán thiếu cho luôn cũng được. Vậy hả? Thiệt, mấy người nào không tiền cho ăn không cũng được. Còn ăn thiếu còn bán không cô? Dạ, bán luôn. Yên tâm đi. Cô bán năm nay là bao nhiêu năm trên sông này rồi? Chở mấy chục năm à. Bán hồi năm 20 tuổi tới giờ đó. Dạ. Năm cô 20 tuổi đó, năm nay cô 61 tuổi rồi đó. Chạy cho nó lòi lòi lên. Người cô bán này đâu chứ đâu có bán nước ngọt đồ hả? Không, bán đồ ăn, còn nước thì có mấy người kia. Dạ. Mỗi một phần như thế là 20.000 đồng. Đói bụng quá luôn. Để quay cái cảnh mà để có những cái thước phim mà cô bác với anh chị biết là ăn ăn bờ ăn bụi là như thế nào ha. Ăn bờ ăn bụi. Cho một bạn này một tô luôn đi. Con no rồi. Con no rồi hả? Dạ. Ít thịt thôi cô ơi. Ít thịt thôi phải không? Dạ. Ăn thêm cái chả giò đi. Cho đủ tiền hả? Để băng mắt quá. Thôi không sao đâu, tụi con không ăn dưa chua. Dạ cô cứ chan nước mắm cho tụi con. Nóng quá. Ớt không? Tí ớt đi ăn. Dạ. Của con đừng để ớt cô. Của con một tô không ớt không đậu phộng nha cô nha. Khoan để Dương cái dù nó lên chút đi cho nó mát. Mà nào trước đi. Không em mời anh. Trước đi. Nè anh trước đi. Em không được. Không em mời anh trước đi. Dùng trước đi. Ở đây ví dụ như mà những ngày mà gặp mưa thì sao cô? Vừa mưa cô Dương cái dù đẩy cao su. Đây. Đẩy ở trên này phủ cao su lại. Ừ. Có phần à. Chắc bé ở đây nó tắm giống như là đi bộ ngoài thường á. Có nghĩa là thích thì bay xuống tắm, thành thử ra cái việc đó biết lội luôn. Con biết lội hồi từ năm bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi. Con có được đi học không? Con được sinh ra ở đây hay là ở Campuchia? Ở đây. Ở đây. Ở đây thì cha mẹ khẩu đầu của tôi. Con nhiều ớt. Hồi đó kìa cô là mùa hè này nè, là cô phải chuẩn bị 5 triệu. Chi vậy cô? 5 triệu cho ba đứa đi học. Dạ. Tập sách, tiền trường, áo dài. Hồi đó là học áo dài không à. Qua tới lớp 5, lớp 6 là áo dài rồi. Rồi chuẩn bị 5 triệu. 5 triệu cái bắt đầu đóng tiền trường, học phí, đồ này kia, sách vở, đồ này kia, đó là 5 triệu. Đâu qua. Tôi quay. Còn muốn hết hả? Hết rồi. Còn bây giờ á. Dạ. Bây giờ đó là mấy đứa đi học đó ha, là bây giờ biết nó nhiêu tuổi chưa? 37, 38 tuổi vậy. Là con của cô ha. Mấy đứa hồi đó đi học. Dạ. Hình như là cô có bán bún riêu nữa nè. Có. Hết bún riêu rồi. Giờ này hết. Là năm nay con đó là 15 tuổi nữa. Anh chia sẻ với Nhân, cô thì bán ở trên cái chợ nổi Long Xuyên trên kia á, cho mấy người thương buôn á. Thì cô bán đây không ớt không đậu phộng. Hai tô luôn hay cô ha. Với lại một ổ bánh mì trước đi cô. Dạ. Vậy không ăn ớt không nha? Không ăn ớt không? Ăn ớt được. Nè, nước không ớt, đẩy nó. Không ớt. Thôi dùng trước nha. Ổ bánh mì không ớt. Ổ bánh mì không ớt nha. Một ổ bánh mì không ớt nha cô. Rồi, không ớt. Ổ bánh mì đó là bao nhiêu cô bán bao nhiêu tiền? Ổ bánh mì này là 15 ngàn. 15 ngàn. Tô bún em thì không đồ chua nha. À, hai tô bún không đồ chua. Không đồ chua. Dạ. Anh Hồ cũng không ăn đồ chua hả? Không, anh không ăn.
Thường là giờ này là cô về rồi. Về, bữa nay tại cái máy nó hư. Chèo không nổi, bán không được. Ủa này này, để ớt, để đậu phộng không? Dạ để ớt. Để đậu phộng không? Nó hư rồi. Không để ớt. Không ớt, không ớt. Cái máy ai sửa rồi vậy? Mà sao cô không lên bờ bán mà cô bán dưới này thôi à? Tại trên bờ không có chỗ. Tại vì bán từ đó giờ ở đây quen rồi. Mà không biết cô bán tới bao giờ mà nghỉ nữa đây nè, biết sao không? Tại vì ngay chân cái chủ nhà đó là nó bắt cái chậu dài ra rồi. Dạ. Thế nào nó cũng đuổi mình mà không biết ngày giờ nào thôi. Thế nào nó cũng đuổi à. Chắc ăn rồi nó phải đuổi rồi. Ở dưới này thì nghe rõ nhất là âm thanh của các cô chú á. Không ớt, không đậu phộng hay gì nè. Dạ, ít thịt luôn, của con ít thịt luôn. Không ớt, không đậu phộng, không đồ chua. Không đồ chua luôn. Nhân ơi. Còn tôi em là không đồ chua là được. Nghe nè, hôm qua cái người con gái mà đang mà không nói chuyện đó là bị sao? Cái chuyện thì nhắc dài lắm cô. Mà kể thì nó như một cái... Cũng như là mình gián đoạn thôi. Là ngày xưa là bị bạn gạt bán sang Campuchia. Rồi bị lạc ở bên đó rồi. Một cái tô không đồ chua thôi cô, để đầy đủ. Rồi sau đó thì sống ở bên đó hai mươi mấy năm, rồi sau đó về lại Việt Nam. Chắc cũng mới về ha. Mới về cũng khoảng hơn 10 ngày nay thôi. Trời ơi, thấy tội dữ vậy trời. Dạ. Hai người chụm nó không được luôn. Dạ. Nay ba mươi mấy tuổi, bán chẳng hai mấy năm. Dạ. Mà nghe không? Phải mình nói ha, người đó xấu quá à, đâu có làm gì được. Ngày xưa xinh lắm. Vậy hả? Của con thì cứ đầy đủ hết, đừng bỏ đồ chua là được cô. Rồi. Ngày xưa chắc đẹp ha. Dạ. Nhưng mà bán đi lúc 13 tuổi á, có biết gì đâu. Bây giờ là kể như nhan sắc phai tàn rồi ha. Dạ. Coi như là gần hết một cuộc đời luôn rồi. Gần hết đời người rồi. Em lòi lờ đẳng đi. Không đồ chua mà để ớt không con? Để. Dạ, cứ không đồ chua là được con, lại cứ bỏ hết đi. Tội dữ trời. Đi đâu mà để cho bán. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi, thiếu nha con. Rồi, cho thiếu luôn. Đi đi. Nói chơi vậy chứ cô đợi con tí ha. Ăn đi, ăn đi, từ từ. Lại còn lấy tô nữa mà. Từ từ, giờ đây đi về rồi, không khách. Trời, thấy người đẹp hôm qua thấy tội thiệt hiền. Mà điều sao bán vô đó mà sao đen dữ vậy? Sao người đen dữ vậy? Dạ, nắng. Không phải cái người hôm qua kìa. Nắng. Đáng lẽ là ta vô đó ta trắng đẹp chứ. Dạ. Vô đâu mà đẹp cô? Tại vì bán vô trong đó là phải trắng đẹp. Thôi, ăn miếng thôi.